Blogger Trung Quốc nể phục làm phim hoạt hình về bẫy chống tự chế trong chiến tranh Việt Nam, không ngờ cộng đồng mạng lại nói thế này. Xin chào các bạn khán giả của Netizen React. Các bạn thân mến, Việt Nam trong mắt người nước ngoài là một quốc gia nhỏ bé nhưng rất kiên cường. Có ai nghĩ một Việt Nam nhỏ xíu như vậy lại từng đánh đuổi thành công hai gã khổng lồ của nhân loại là Pháp và Mỹ? Ngay cả cư dân mạng Trung Quốc vốn là những người không mấy thích Việt Nam nhưng cũng phải gật gù thừa nhận sức mạnh của chúng ta. Không lâu trước đây, trên mạng xã hội xứ Trung truyền tay nhau một đoạn video trích từ phim hoạt hình của Việt Nam, trong đó miêu tả cảnh bộ đội Việt Nam đang làm bẫy chống tự chế để hạ quân thù trong chiến tranh Việt Nam. Video này đã gây nên hiệu ứng cực lớn, thu hút được nhiều cư dân mạng quan tâm. Ngoài suýt xoa vì sự thông minh, ứng biến linh hoạt của bộ đội Việt Nam, các anh bạn hàng xóm còn tỏ ra ghen tị nữa. Và trước khi tìm hiểu xem cư dân mạng xứ Trung có những suy nghĩ gì khi xem video này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sơ về bẫy chống nha. Nhắc đến quân đội Mỹ và Việt Nam là chúng ta đã thấy sự chênh lệch to đùng trên mọi phương diện và cũng không thể biết rõ số lượng vũ khí mà Mỹ đã sử dụng cho cuộc chiến tranh ở Việt Nam vì con số không hề nhỏ một chút nào. Có những lúc, cường quốc to lớn ấy phải dốc hết toàn lực để nhằm khuất phục đất nước và con người Việt Nam. Nhưng bạn biết đó, người Việt Nam thì làm gì biết đến hai từ chịu thua. Ông cha ta quyết tâm đánh Mỹ bằng tất cả những gì họ có, bằng cả trông tre, tổ ong, dao, búa, tầm vồng vót nhọn. Trong những trận càn, nhiều binh sĩ Mỹ vẫn còn nói với nhau rằng đi một bước nữa có thể là bước đi cuối cùng của đời mình, bởi vì chúng có thể bị sụp xuống hầm trông và hậu quả thì từ chết tới bị thương. Trên những con đường làng êm ả của Việt Nam, hàng ngày người dân Việt Nam đi làm đồng, đi chợ, đi bắt cá rất đỗi bình thường. Nhưng tới khi quân Mỹ đi càn thì con đường ấy lại trở thành con đường xuống địa ngục, vì nó đầy rẫy những cạm bẫy không lường trước được. Đó là những hầm trồng sắc nhọn được vót bằng loại tre già hay tầm vông được cắm thật chặt xuống hố đã được đào sẵn, chĩa mũi nhọn lên trên. Ở trên được ngụy trang bằng những cành cây, rơm rạ hay lá cây. Bình thường không biết đấy là hầm trông, chỉ khi nào quân địch bị rơi tọt xuống hố đó, rồi bị trông đâm thùng bụng, xuyên qua mông, xuyên qua chân thì mới biết là mình đã rơi vào trận địa được nhân dân ta bày sẵn. Đa số hố trông được làm bằng tre, có những nơi trông được làm từ thân của cây cao già hay làm bằng sắt. Hầm trông được bố trí ở khắp nơi, ở trên đường làng, ở hiên nhà, dưới gốc cây, trong vườn nhà, có mặt ở khắp đất nước Việt Nam. Hầm trông dễ làm, tre thì ta có sẵn ngay ngoài vườn, từ những cụ già, những người phụ nữ, những em bé cũng tham gia vót trông để giết giặc. Nếu các bạn có từng xem phim Biệt động Sài Gòn thì không biết các bạn còn nhớ cảnh này không? Đó là khi một toán lính Mỹ đi càn ở Củ Chi, có một tên bị rơi xuống hầm trông, đau đớn kêu cứu trong tuyệt vọng. Nếu bạn chưa xem thì có thể thử tìm xem sao. Vì phải tận mắt thấy hình ảnh này diễn ra thế nào thì mới có thể cảm nhận sâu sắc sự mưu trí của bộ đội Việt Nam. Một đội quân Mỹ được trang bị vũ khí tối tân, hiện đại nhưng phải bỏ chạy trước hầm trông đơn giản của Việt Nam, điều này khiến toàn thế giới phải kinh ngạc. Trong khi duy trì truyền thống của mình, chúng ta phải tiếp thu các phương pháp mà đối thủ và các nước khác sử dụng để đối phó với kẻ thù của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể giảm bớt thương vong cho bản thân và khiến kẻ thù phải trả giá đắt thì chúng ta phải rút kinh nghiệm từ chúng. Chúng ta hay tìm mọi cách chê bai người Việt Nam, nhưng sự thật rành rành trước mắt là có những cái mà chúng ta không bao giờ bằng được họ. Có ai mà ngờ những vật dụng đơn giản đó lại thành bẫy chết người cờ trước. Thỏ đang chiến đấu với sư tử bằng tất cả sức lực của mình, đừng coi thường bất kỳ đối thủ nào. Liệu bây giờ Trung Quốc và Việt Nam đã thành bạn bè thân thiết, liệu chúng ta có thể hỏi bí quyết của họ được không nhỉ? Trung Quốc cần học tập Việt Nam ở những điều nhỏ nhặt này, đừng quá chăm chăm vào những thứ xa vời. Trong khi một Việt Nam nhỏ bé đã chiến thắng Mỹ oai hùng như thế mà chúng ta lại không học hỏi. Trung Quốc luôn miệng nói không thích Mỹ nhưng cũng chẳng dám có động thái nào, Việt Nam không bao giờ nói ra, nhưng đến lúc cần bảo vệ đất nước, bọn họ không nói một lời mà chỉ hành động. Xem video minh họa mà tôi vẫn còn ngỡ ngàng không thôi, làm sao bọn họ có thể nghĩ ra những chiêu bẫy như thế nhỉ? Rơi vào đó không mất mạng thì cũng bị thương nặng, bình an trở về là điều không thể nào. Phải có những video như thế này thì người Trung Quốc mới bớt khinh thường sức mạnh của người Việt Nam. Nhiều người Trung Quốc vẫn hay rẻ bỉu người Việt Nam, nhưng chúng ta lại quên rằng trong quá khứ Trung Quốc đã bị Việt Nam đánh đuổi không kịp chạy. Này, theo thông tin tôi tìm hiểu được thì một số lượng lớn binh sĩ Mỹ bị chết là do vũ khí tự chế của Việt Nam. Ngoài bẫy trông thì họ còn làm bẫy bằng tổ ong vỏ vẽ, dàn thun bắn lựu đạn hay chất độc dùng để săn thú rừng. Mấu chốt không phải là sức mạnh mà là trí tuệ. Người Việt Nam biết nếu đối kháng thì họ sẽ không có lợi thế vì vũ khí quá sức thô sơ nên họ chọn cách làm tan rã đội hình địch từ những lần bẫy như thế này. Trung Quốc còn phải học hỏi Việt Nam nhiều, chúng ta cứ ỷ vào số lượng và sự tiên tiến của mình nhưng đâu biết rằng sự tiên tiến của chúng ta chỉ đang đi so với các nước yếu hơn,
còn đứng trước các cường quốc quân sự thì Trung Quốc chẳng là gì cả. Hãy học tập Việt Nam để đề phòng cho những trường hợp xấu. Cạm bẫy của Việt Nam là những vũ khí thô sơ tự chế nhưng vô cùng nguy hiểm và hiệu quả, đã làm cho lực lượng viễn chinh Mỹ tổn thất khá nhiều về sinh lực. Chiến thắng của Việt Nam trước Mỹ cho đến tận bây giờ vẫn còn được thế giới nhắc lại. Bộ đội Việt Nam làm ra rất nhiều loại bẫy trông để tấn công từ nhiều phía. Nhiều người nói Việt Nam chiến thắng trước Mỹ là do may mắn, nhưng bạn không biết may mắn này được hình thành từ những hành động đơn sơ thế này. Nói về bẫy trông và các loại bẫy tự chế khác được nhân dân ta làm ra, lúc thanh bình nó là những vật gần gũi với người dân. Nhưng khi có giặc ngoại xâm thì vũ khí tự chế của Việt Nam mang tính sát thương cực kỳ lớn và đã trở thành nỗi ám ảnh đối với kẻ thù. Nhân dân ta đã sáng tạo ra rất nhiều loại trông, có thể kể đến như hầm trông bẫy cọp. Khi quân địch đang đi nhẹ nhàng trên đường mòn thì bất ngờ dưới chân anh ta sụt xuống và lính Mỹ rơi vào một cái hố đầy trông tre hoặc trông sắt sắc nhọn. Nếu như anh ta may mắn và không chết ngay, anh ta sẽ gào lên vì đau đớn. Thông thường, xung quanh hầm trông đó có những cửa bí mật, những hỏa điểm đáng sợ của các xạ thủ du kích bắn tỉa. Hoặc các bạn có thể xem qua trông thò. Trong một hố sâu có trông sắt cắm chéo, phía trên có một tấm ván tròn có dây dù kéo căng nối với những mũi đinh sắt dài sắc nhọn. Khi lính Mỹ dẫm chân lên cái hố được ngụy trang kỹ càng bằng lá khô, cỏ hoặc đất, chân bị thụt xuống và kéo theo cả tấm ván mỏng. Những chiếc đinh sắt từ bốn bên đâm xuyên vào đùi và các cây trông đâm chéo vào cổ chân, không thể kéo người bị thương ra khỏi hố nếu không đào rộng ra và lôi cả những chiếc đinh lên. Nghe thôi là thấy đau cả chân tay mình mẩy rồi đúng không các bạn? Một loại trông khác là trông hom, có cấu trúc như cái hom giỏ cả. Các mũi nhọn không những có trách nhiệm đâm vào cổ chân mà còn buộc quân địch không thể di chuyển được. Trông hom thường được ngâm dưới ruộng nước hoặc bãi bùn lầy bên dòng sông. Có những thứ vũ khí tự tạo không đơn thuần chỉ sát thương mà còn tạo nên những cơn ác mộng kinh hoàng cho người còn lại. Trông trục xoay, trên hai trục tròn quay tự do được gắn những chiếc trông đinh sắt, dẫm chân lên, GIS nhanh chóng tạo ra rất nhiều lỗ thủng trên cơ thể. Đối với những kẻ thích đột nhập vào nhà mà không gõ cửa hoặc phá cửa bằng một cú đạp của giày đinh, du kích Việt Nam rộng lòng tặng cho họ loại trông bổ. Có cấu trúc khá đặc biệt, đơn giản là hai thanh chữ T nối với nhau theo kiểu neo đập búa, được buộc lên trên trần nhà và nối với cánh cửa. Khi cánh cửa được mở ra hết tầm, trông bổ sẽ lao xuống và quân địch đi thẳng xuống địa ngục. Trông cánh, đây là một kiểu trông rất đơn giản, các chiến sĩ du kích nhỏ tuổi của Việt Nam đã chế tạo nó trong các giờ thực hành. Nguyên tắc thực sự đơn giản, đặt hai tấm ván sát nhau có cắm trông sắt vào một chiếc hố nhỏ, có hai bậc, và khi kẻ thù dẫm vào cái hố đó, những chiếc đinh nhọn đã được nhiễm bẩn, đâm xuyên vào cổ chân, đảm bảo chắc chắn sẽ bị nhiễm trùng vết thương và nhiễm trùng máu nếu không kịp đưa đến bệnh viện. Ngoài ra còn có nhiều loại trông khác nữa. Chỉ kể sơ sơ vậy thôi mà chúng ta đã thấy sự giỏi giang, đa mưu túc trí, gan dạ, anh hùng của bộ đội Việt Nam. Từ những gì thô sơ nhất, họ đã làm nên những điều khiến quân địch khiếp sợ. Và những chia sẻ vừa rồi cũng chính là nội dung của video ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này thú vị, hãy cho tụi mình một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông theo dõi để đón xem những video mới nhất từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.